câu chuyện chăn gối của cặp phi tần chồng Nguyễn Hoài Thanh Vân mang đến cho người theo dõi vợ chồng song số mới nhất những giây phút hài hước lẫn xúc động. Người phi tần của anh Hoài khá đặc biệt, chị lên xe qua khi đã 40 tuổi và vẫn còn trinh trắng. Trong thời gian mày mò nhau, chị Vân nhiều lần nổi giận khi anh Hoài gọi hay gợi ý về chuyện này. Cho đến đêm động phòng, anh cực kỳ bất thần khi biết chị vẫn còn con gái. Đêm đó em cũng mần mò gian nan lắm, không phá được bức tường đó, cứ hở cái là phi tần, kêu đau. Lần thứ hai, ba cũng không được. Đến lần thứ bốn, em kêu phi tần dễ chịu ra. Khi biết phi tần em còn con gái thì thực sự trong lòng em có một sự quý trọng rất nhiều, anh Hoài kể đến đây thì bắt đầu nghẹn ngào. Em đã gãy gánh một lần. Thấy, người thiếu nữ dành hết cho mình như vậy thì tự nhiên, trong lòng em rất tôn trọng. Nên em nghĩ là cả cuộc đời này, em sẽ dành nhiều lại cho phi tần em, người chồng đôi mắt đỏ quan tâm sự. Riêng chị Dân chia sẻ, tuần trăng mặt đối với chị không ngọt ngào như những người khác. Lần đầu của chị hì hục đến 5 giờ sáng sủa mới thành công. Chồng U50 rơi nước mắt cưới được phi tần.